Xin chào anh em là Tú. Hôm nay em Tú sẽ trên tay và giới thiệu đến với anh em hai mẫu của hai thương hiệu hàng đầu thế giới, đó là thương hiệu Omega và thương hiệu Rolex. Thì chúng ta sẽ có là một cái hộp của Omega được làm rất là đẹp và hộp Rolex đây, đều là hộp gỗ nhưng mà hộp Omega có vẻ làm sẽ làm trau chuốt hơn là hộp Rolex. Thì ở đây em sẽ có là một cái sổ và thẻ của chiếc đồng hồ này của chiếc Omega. Thì mã của em sẽ là 331204251001002. Đó, đây là cái mã sản phẩm của chiếc đồng hồ này. Anh em có thể search theo cái mã này để biết thêm thông tin như kiểu giá retail hãng là bao nhiêu đó. Đây là cái thẻ bảo hành của shop em, thì bên em vẫn sẽ bảo hành cho anh em với chiếc Omega này là 55, với chiếc Rolex này sẽ là 25 anh em nhé. Đó, đây là chiếc Rolex thì nó hàng đã qua sử dụng, còn hàng có chiếc Omega này nó sẽ là hàng mới nên là em sẽ bảo hành là 55 theo chính sách của hãng. Ví dụ như mà chiếc Rolex này nó cũng là hàng mới, em vẫn sẽ bảo hành cho anh em là 55. Còn đây là chiếc Rolex thì đây sẽ có mã là 116231 với date mua là 2018 tháng 9 2018. Đó. Ok, thì em sẽ bỏ cái gối này ra và trên tay cho anh em hai mẫu. Đó, đây là hai mẫu của hai thương hiệu rất là nổi tiếng, cùng với đó là hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Chiếc bên trái của tay em đây đó là chiếc thuộc dòng Speedmaster. Thì chiếc này nó sẽ mang phong cách thể thao rất là nhiều. Còn chiếc Rolex Deadshot này thì nó lại mang đến cho anh em cái vẻ rất là sang trọng và lịch lãm. Đó. Cả hai em này đều có một điểm chung, đó là để mi vàng 18K và sẽ là vàng hồng anh em nhé. Và hai màu vàng hồng của hai thương hiệu nó cũng khác nhau. Đó, anh em nhìn cái vàng hồng của chiếc Rolex này nó sẽ màu hồng nhiều hơn, còn chiếc Omega này nó sẽ hơi sang màu vàng. Đó. Đó là cái điểm khác biệt giữa cách pha chế của hãng. Thì em sẽ trên tay cho anh em chiếc Omega này nhá. Chiếc Omega này của em thì sẽ có size là 41.5mm, phù hợp với anh em của cổ tay to. Đó, cổ tay anh em phải to thì đeo chiếc đồng hồ này nó mới đẹp. Dòng Speedmaster thì anh em có thể biết được là nó sẽ đã gắn liền với thương hiệu Omega qua các rất nhiều năm. Đó, và nó được là một biểu tượng của sự chính xác, cũng như là một biểu tượng của thời gian khi mà Speedmaster được trang bị trên các giải đua xe của Olympic hay các chuyến du hành lên mặt trăng. Đó, với chiếc Speedmaster này anh em sẽ có một cái liềng sẽ là liềng đo thời gian, đo tốc độ nhé. Chúng ta sẽ kết hợp với cái kim dây này, cái kim chronograph này để anh em có thể đo được tốc độ của một vật nào đó. Bộ kim cọc số cũng sẽ là bằng vàng khối 18K, cùng với đó là các điểm dạng quang ở trên cọc số cũng như là phần kim. Đó, bộ ba kim đây, hai kim này sẽ là cho chức năng chronograph, và đây bên này là kim dây. Đó, đây là cũng là kim chronograph, và hai kim giờ kim phút đây. Đó, rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ có được bộ trang bị bộ thoát cót coaxial và độ chứng nhận là chronometer. Với size 41 này thì anh em có sẽ có một cái size rất là khỏe và nam tính. Đó, ra dáng thể thao. Kính sapphire sẽ là kính sapphire glass box anh em nhé, nên là anh em nhìn cái mặt kính này nó sẽ làm lồi lên, và mặt sau cũng được sẽ là lồi lên. Đó, anh em nhìn mặt sau nó rất tuyệt vời nhé. Bình thường các hãng khác thì họ sẽ làm một cái đáy thép bao quanh bên ngoài này, và trong đó mặt trong riêng sẽ sapphire. Còn chiếc này toàn bộ mặt đáy này sẽ được làm sapphire glass box. Đó, nên là anh em nhìn cái mặt kính này nó rất là có chiều sâu, kiểu dạng kiểu rất là nổi 3D luôn. Đó, bộ máy Omega coaxial 9300, một bộ máy đỉnh cao của Omega. Giờ chữ ông 750 18K ở đây để chứng nhận cho phần dây này sẽ được làm bằng vàng khối. Đó, anh em cũng thấy được là phần liềng cũng sẽ có chữ ông 750 18K nhá. Đó, chiếc này thì nó là hàng mới, thì em đang bán chưa đến 216 triệu. Đây là khi mà lên tay em này, của tay em 15.8 thì lên tay nó cũng hơi bị lướt một chút. Anh em nào của tay tầm ở trên 16.5 thì đeo chiếc Omega Speedmaster này nó mới tuyệt vời được. Ok, thì em sẽ phép em để chiếc Omega này ở đây.
và cùng trên tay cho anh em chiếc Rolex Deadshot này. Với Rolex Deadshot thì em nó sẽ có một cái size là size 36mm. Với size 36 thì độ dày cũng khá là cao và hai phần càng này được làm khá là dài, nên là nó sẽ phù hợp với những em có cổ tay tầm dưới 16.5. Đây là một mẫu free size của Rolex, nói chung là tay nào cũng thể đeo được size 36 này. Kết hợp với đó là một bộ dây tăng hay là có một hay còn gọi là một bộ dây oyster. Thì bộ dây này cũng mang đến cho anh em rất là khỏe. Đây là một chiếc thuộc dáng sang trọng và em nó sẽ có màu mặt là màu mặt vi tính đen. Đó, mặt vi tính đen này đi với cọc kim cương và điểm vàng hồng trên cái mặt đen này, nó cực kỳ là nổi bật, nó như kiểu là hai màu tương phản với nhau vậy, nên là em nó có một ngoại hình rất là bắt mắt. Nhưng chúng ta sẽ có là ô lề góc 3 giờ đây, máy mặt kính sẽ mặt kính sapphire và phần lốp ở góc 3 giờ này rất là đặc trưng của dòng Deadshot. Và chúng ta sẽ có là dòng chữ Swissmade bên dưới này. Đó, phần liềng được cũng sẽ là vàng khối và phần liềng này sẽ là liềng khí anh em nhé. Em nhìn phần liềng này nó rất là nét luôn. Đó, tôi chắc chắn là có những vết xước dâm, tại vì em này nó đã qua sử dụng rồi, nhưng mà không cấn móc gì cả. Đó, liềng nó rất là bén luôn, anh em sờ tay vào có thể cảm nhận. Bộ dây đi kèm sẽ bộ dây đường chỉ ở giữa sẽ là vàng khối 18K. Đó, khóa sẽ khóa bấm Oyster. Đó, anh em muốn mở thì anh em mở theo cái mặt khóa này. Đó, em này sử dụng bộ máy là bộ máy 3135. Thì bộ máy này anh em sẽ có là 231 chân kính, tần số dao động là 28.800 và thời gian tích cót là 48 tiếng. So với chiếc Omega này thì bộ máy chiếc Omega này có vẻ vượt trội hơn. Bộ đó là bộ máy Omega Coaxial 9300. Đó, bộ máy này thì được là Omega làm tích hợp bánh xe column wheel. Ngoài đó là hai ổ cót 54 chân kính. Đó, nên là cái bộ máy này em đánh giá sẽ cao hơn chiếc Rolex nhá. Nhưng mà độ chính xác của chiếc Rolex nó sẽ cao hơn. Thì Rolex sẽ là cộng trừ khoảng tầm 2 giây một ngày, cộng trừ 2 giây một ngày. Còn chiếc Omega này sẽ cộng trừ khoảng tầm 4 đến 6 giây một ngày, kilometer mà. Đó. Còn về giá thì Rolex nó lúc nào nó cũng giữ giá và nó còn tăng giá hơn là Omega. Đó, nên là anh em nào mà thích một thương hiệu nổi tiếng cũng như là chơi giữ giá thì nên chọn Rolex. Còn anh em nào mà yêu thích cái vẻ đẹp cũng như là bộ máy của chiếc Omega này thì chúng ta sẽ lựa chọn Omega. Chiếc Rolex này thì em đang bán là một chiếc hàng lướt thì chưa đến 266 triệu. Tuy là hàng lướt nhưng mà nó có một cái giá rất là cao hơn vài chục triệu so với chiếc Omega này. Đó, anh em nào yêu thích cái phong cách nào thì có thể nhắn comment ở dưới phần bình luận để em có thể tư vấn trực tiếp cho anh em nhé. Ok, thì đây là hai chiếc mà em muốn giới thiệu đến với anh em. Hai chiếc, một chiếc Omega Speedmaster và một chiếc Rolex Deadshot. Thì cả hai em này đều rất là tuyệt vời. Thì anh em nào quan tâm chiếc đồng hồ nào của em thì có thể qua trực tiếp shop để lên tay, cũng như để lại tin nhắn cho em để em có thể tư vấn trực tiếp cho anh em nhé. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Em xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.